Locher mới bị đột quỵ cách đây ít tháng nhưng vẫn cố thi đấu vì Premier League là giấc mơ của anh. Song những tưởng sau khi phẫu thuật, Locher sẽ không bị đột quỵ nữa thì đêm qua, anh tiếp tục đổ gục xuống sân. Phút 66, tất cả những ai có mặt trên sân vận động Vitality đều chết lặng khi chứng kiến đội trưởng của Luton, Locher, thêm lần nữa bị đột quỵ. Anh gục xuống mà chẳng va chạm với bất cứ ai. Đội ngũ y tế của cả đội khách Luton lẫn chủ nhà Bournemouth nhanh chóng vào sân, tiến hành sơ cứu cho Locher. Trong khi đó, các đồng đội chỉ biết cầu nguyện cho người đội trưởng của mình. Sau khoảng 10 phút, Locher được đưa đi bằng cáng, thời thẳng bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Locher bị đột quỵ lần thứ hai chỉ trong vài tháng. Cách đây vài tháng, thực tế Locher cũng đã bị đột quỵ ở trận chung kết Playoff Championship với Coventry tại Wembley. Trung vệ sinh năm 1994 cũng phải rời sân bằng cáng và may mắn hồi phục sau khi được sơ cứu kịp thời. Locher bị rung tâm nhĩ, một chứng bệnh có thể gây ra tình trạng nhịp tim không ổn định hoặc tăng nhanh bất thường trong một khoảng thời gian ngắn. Và anh đã phẫu thuật để cố gắng theo đuổi nghiệp bóng đá, đặc biệt là có lần đầu tiên chơi tại Premier League. Khi đó, Locher từng chia sẻ, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật. Có lẽ điều này, đột quỵ trên sân, sẽ không xảy ra nữa. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại bị đột quỵ. Tôi cũng đã tiến hành tất cả xét nghiệm để đảm bảo rằng trái tim của mình đủ khỏe mạnh để thi đấu tại Premier League. Đây là giấc mơ lớn nhất của tôi. Hy vọng rằng lần này, Locher sẽ có thể vượt qua cơn đột quỵ và trở lại. Nhưng có lẽ, anh sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa việc có chơi tại Premier League hay không.